Dạ, bây giờ xin mời thị trưởng chia sẻ một tí về chương trình Sanos at Work và tại sao nó quan trọng cho cộng đồng của mình. So Mayor, could you please share a little bit about why Sanos at Work is important to the community and for the kids? This program, which we launched last year, enables hundreds of teenagers to get their first job. Many of these teens live in gang-impacted neighborhoods where we know if they're out on the street, there are a lot of negative options for them. This provides a pathway for them to build a resume rather than a rap sheet. Theo lời của thị trưởng thì chương trình San Jose Works rất là tốt cho cộng đồng và nhất là các em thanh thiếu niên, tại vì đây là một chương trình mà nhằm mục đích giúp cho các em thanh thiếu niên mà lớn lên trong những cái môi trường mà có thể là bị ảnh hưởng bởi băng đảng, và những em đó có thể là chưa bao giờ có việc làm và không có biết nhiều về cộng đồng của mình, thì đây là một cái cơ hội mà giúp tạo việc làm cho các em và giúp các em tìm được một cái cách để mà rời khỏi cái môi trường đó. Okay. Vậy thì bây giờ xin mời thị trưởng chia sẻ là đặc biệt về cộng đồng Việt Nam của mình thì tại sao cái chương trình này nó quan trọng. So could you please emphasize a little bit more on how this is important for the Vietnamese community? We know that in many communities in our city, if kids don't have access and within their social network to employers, they won't have a path to get that first job. They won't be able to understand what that first opportunity might be. And so this really expands a network of opportunities for a lot of kids. If they live in a community where they may not know anybody who would be hiring, or they may not know anyone who has a parent who's in a position to be able to hire them for their first job. Yeah, theo lời của thị trưởng thì có nhiều, nhất là trong cộng đồng Việt Nam của mình, có thể là con em của mình lớn lên trong gia đình và trong cộng đồng Việt Nam, và có thể là phụ huynh của mình không có biết, không có những cái mối quan hệ với những người mà có thể tạo được công việc làm. Thì qua cái chương trình này thì các em có thể kiếm được những người mà họ có công việc làm, và họ đang kiếm những người giống như các em để mà làm việc. We know there are many Vietnamese American businesses here in San Jose, and we hope they continue to grow and prosper. But often, they may be small businesses that are not able to hire teenagers in the summertime. And so this is a way for us to introduce many youth to the world outside, to enable them more opportunities to be able to work. Thị trưởng cũng nói thêm là tại vì những cái business của mình ở thành phố, nhất là của những người Việt Nam của mình, có thể là nó nhỏ và vì vậy không có đủ khả năng để mà mướn các em thanh thiếu niên. Thì do qua cái chương trình này thì các em có thể được biết về những cái công ty và những cái cơ quan lớn hơn để mà các em có thể giao lưu với những người khác. And then could you share a little bit about the kids who participated this year in the program? Yeah, the young men and women that I've been able to talk to are really inspiring. One young woman who is using her paycheck to help her mom pay rent to be able to stay in their apartment during a really tough time, and this young woman decided she needed to step up and help her family. In other cases, we've got kids who are getting their first bank accounts or savings and checking accounts. I told a young man who said he's saving every dollar he can because he wants to go on to college, and he's going to be entering a community college this fall. Every one of those dollars will help him move forward with his education. Vừa mới hỏi thị trưởng là chia sẻ một tí về những em mà đã tham gia vào chương trình trong năm nay, thì thị trưởng có chia sẻ là những em trong chương trình có những câu chuyện rất là cảm động. Thí dụ có một em, đây là lần đầu tiên mà em có thể bắt đầu đi làm việc và có tiền để mà giúp mẹ trả tiền mướn nhà. Có một em, đây là lần đầu tiên mà biết về savings account hay là banking account. Và có một em bây giờ dành dùng tất cả những tiền mà em đã làm được để em có thể trong tương lai đi học đại học. And then could you share about whether or not this program will continue to happen next year? We'll continue with this program. I'm looking to continue expanding this program. Every year we want this to grow. We know there's a lot more young men and women who would love to participate. So we're going to shoot for the moon. Mới hỏi thị trưởng là chương trình này năm tới có sẽ hay không, thì thị trưởng nói là thị trưởng mong rằng chương trình này nó sẽ tiếp tục diễn ra và càng năm càng lớn hơn để mà phục vụ nhiều hơn cho cộng đồng của mình. Thank you, Mayor. Thank you. Cảm ơn. Trước tiên, nhà em giới thiệu một tí về mình.
Em là Christine Kem, em học Oakville High School, năm nay là em lớp 12. Em có thể cho khán giả biết là làm sao em biết về cái chương trình SJ Works này không? Thì trong lớp em có một cô giáo thấy em ở trong lớp không có nói được nhiều và thấy em muốn học mới thì cô giáo giới thiệu em tới chương trình này để cho em đi ra ngoài nói chuyện nhiều hơn và kiếm được việc làm. Vậy thì thông qua cái chương trình này em đã kiếm được việc làm gì và em có thể cho khán giả biết thêm về cái công việc của em không? Dạ, em làm ở khách sạn Base Mansion. Base Mansion là cái chỗ khách sạn và nó là cái chỗ người ta là công ty đến để làm việc và có thì trong đó em làm chung mấy người làm mua bán và mấy người marketing. Okay. Vậy thì thông qua cái quá trình làm việc của em thì em đã học được những cái bài học gì? Em học cái quan trọng nhất là có cơ hội. Tại vì lúc em trong nhỏ không có ai giới thiệu em nhiều mà trong Sam Gilbert và IKEA Work the Future Foundation là em có cơ hội để biết nhiều người hơn và được học biết và có nhiều chỗ làm. Vậy thì em có thể nói về cảm nghĩ chung của em về chương trình này và em có nghĩ đây là một chương trình mà mình nên khuyến khích các bạn khác trong cộng đồng Việt Nam của mình hay không? Dạ, rất tại vì nhiều bạn em có hỏi em là đâu ra một cái việc làm việc hay như vậy, có ai làm không? Thì em rất muốn mấy người đến tại cái này cơ hội mới cho mấy người Việt Nam rất nhiều. Tại vì lúc qua Mỹ cho đây em lúc qua Mỹ không có nhiều cơ hội nhiều và cái này là cái chương trình mà giúp ai cũng giúp được hết. Vậy thì em có thể cho khán giả biết là trong tương lai em muốn làm gì không? Bây giờ tương lai em chưa biết mà em muốn thì làm dòng chủ quán hay là làm business. Ok, làm về thương mại. Cảm ơn em rất là nhiều. Yeah.